Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về giảm tiền thuế đất năm 2024 và đang xin ý kiến đóng góp trước khi chính thức trình Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Bộ Tài chính đã đưa ra hai phương án giảm thuế gồm giảm 15% hoặc 30% tiền thuế đất phải nộp của năm 2024 cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuế đất hàng năm. Đặc biệt, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuế đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuế đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Chính sách này giúp cho các doanh nghiệp bất động sản giảm tải áp lực về tài chính trước bối cảnh thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp, doanh nghiệp đứng trước áp lực về trả nợ, lãi ngân hàng, trái phiếu, trong khi các khoản vay từ ngân hàng vẫn đang bị siết chặt.